cần kiên nhẫn với U23 Việt Nam. Thất bại tại Doha Cup 2023 đã nằm trong dự tính của huấn luyện viên Philippe Troussi cùng U23 Việt Nam trước ngày lên đường, bởi với một tập thể đang trong quá trình xây dựng lối chơi, đòi hỏi chiến thắng ngay lập tức là điều bất khả thi. Sau thất bại trước U23 Iraq 0-3 và U23 UAE 0-4, U23 Việt Nam khép lại Doha Cup 2023 với trận thua U23 Kyrgyzstan trên chấm luân lưu với tỷ số 4-5 sau khi hai đội hòa 0-0 trong 90 phút. Dù rất nỗ lực, nhưng thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussi trắng tay trên hai khía cạnh là giành điểm và ghi bàn sau 3 trận. Dù huấn luyện viên Troussi nhấn mạnh U23 Việt Nam đề cao nhiệm vụ xây dựng lối chơi, thử nghiệm đội hình và chỉ cố gắng giành kết quả tốt nhất trong khả năng, song không thể nói học trò của nhà cầm quân người Pháp không chịu áp lực. Huấn luyện viên Troussi nói cầu thủ thi đấu mất tự tin, khiến ông phải trấn an tinh thần. Cầu thủ cần hiểu rằng họ không cần quan tâm kết quả, vì tôi mới là người chịu trách nhiệm, huấn luyện viên Troussi nói. Trước khi ông Troussi ngồi vào ghế huấn luyện, U23 Việt Nam đã vô địch hai kỳ SEA Games gần nhất, vào tứ kết U23 châu Á 2022. Ở giải U23 châu Á 2020, sân chơi gần nhất U23 Việt Nam bị loại ở vòng bảng, đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn hòa 0-0 trước U23 UAE và U23 Jordan. Nói vậy để thấy, thành tích của ông Park đã thiết lập một tiêu chuẩn mới cho bóng đá trẻ Việt Nam. Công chúng chưa quen với thất bại, thua với tỷ số đậm càng đẩy sức ép lên vai lứa cầu thủ hiện tại hơn nữa. Tuy nhiên, cần hiểu rằng U23 Việt Nam chỉ đang trong giai đoạn thành hình. Huấn luyện viên Park Hang-seo từng nói, và ông Troussi cũng đồng tình, rằng nền tảng cơ bản để cầu thủ học kỹ chiến thuật là ở tầm câu lạc bộ. Huấn luyện viên ở cấp độ đội tuyển quốc gia chỉ chọn sẵn những hạt giống đã nảy mầm và phù hợp nhất với mảnh đất đang gieo trồng. Nhưng, huấn luyện viên Troussi không có sẵn những hạt giống này ở tầm câu lạc bộ. Nếu thế hệ đàn anh phần lớn đã có chỗ đứng ở các đội V-League và hoàn thiện sơ bộ nhãn quan, kỹ thuật chơi bóng trước 23 tuổi, độ tuổi vốn cũng không còn phù hợp để gọi là trẻ, lứa U23 Việt Nam hiện tại chỉ có rất ít cầu thủ có chỗ đứng ở các đội V-League. Lương Duy Cương đá 19 trận ở V-League mùa trước, mùa này ngồi dự bị. Phan Tuấn Tài có 4 trận cho đội Viettel mùa này, nhưng mùa trước không được thi đấu thường xuyên, là minh chứng. Dịch bệnh cũng khiến các giải chính thức, giải trẻ hay cơ hội ra nước ngoài cọ sát của lứa U23 bị gián đoạn. Huấn luyện viên Troussi tiếp quản một lứa cầu thủ non trẻ cả về kỹ thuật lẫn tư duy chiến thuật. Đến mức trong gần 3 tuần huấn luyện đầu tiên, ông phải dành phần lớn thời lượng để uốn nắn học trò từ khâu kỹ thuật, trong đó có truyền và nhận bóng, những yếu tố cơ bản mà cầu thủ đáng ra phải thuần thục ở cấp câu lạc bộ. Việc dạy lại gần như từ đầu cho những cầu thủ đã lâu không thi đấu, lại áp dụng triết lý mới mẻ, lấy kiểm soát bóng làm nền tảng khiến quá trình học hỏi của U23 Việt Nam gian truân hơn nhiều. Thất bại ở Doha Cup 2023 có ích cho cả huấn luyện viên Troussi và cầu thủ ở chỗ. Ông thầy người Pháp hiểu được học trò đang tiếp thu lối đá đến đâu và có khả năng vận hành những chỉ đạo chiến thuật phức tạp không? Hay cần phải điều chỉnh lối đá bởi xét cho cùng, thành tích ở giai đoạn đầu mới là tiền đề để cầu thủ tự tin hơn vào chặng đường dài ông đã vạch ra. Còn với cầu thủ, được ra sân, cọ sát và thua trận đã là trải nghiệm rất quý. Không thi đấu thì không có thất bại, mà không thất bại thì không trưởng thành. Việc U23 Việt Nam định hình chỗ đứng là điều quan trọng, để toàn đội vạch ra định hướng tiếp theo. Lối chơi của U23 Việt Nam đòi hỏi nhiều kỹ năng mà đa số cầu thủ hiện nay chưa thể đáp ứng. Do đó, Tuấn Tài cùng đồng đội phải nỗ lực nếu không muốn bị đào thải. Những cố gắng từ phía cầu thủ là những gì huấn luyện viên Troussi muốn chứng kiến trong một tháng tới đây. Sau cùng, thua một giải giao hữu không phải vấn đề lớn. Mục tiêu của ông Troussi cùng học trò không chỉ là SEA Games hay ASEAN, mà còn là sự nghiệp rất dài phía trước. Thay đổi tư duy chơi bóng luôn khó khăn, đòi hỏi mồ hôi, nước mắt và sự chấp nhận nỗi buồn mặn chát sau những trận thua, nhưng có đi thì mới thành đường. Trên con đường phát triển dài hạn mà ông Troussi vạch ra, U23 Việt Nam cần kiên định và người hâm mộ cũng cần kiên nhẫn hơn. Chỉ thời gian mới đánh giá được giá trị của những nỗ lực mà huấn luyện viên Troussi cùng cầu thủ đã bỏ ra hôm nay.